trân trọng nồng ấm cho mấy thành thân xa trong buổi sáng này và cùng lưu lại với hai con chúc cầu hoa vũ trường gia đình nhà trai cùng vào những tấm hình cưới để góp mặt trong hai tuần lễ cưới của hai con trong buổi sáng này. Như vậy là tân trào gia đình và tân cô dâu sẽ cùng khởi thân trở lại với phòng hoa phòng hạnh phúc để cùng lưu lại những tấm chân tình. Sau đó với sự hướng dẫn của bác phó đoàn đoàn tân tổng gia đình nhà trai sẽ có cho hai con được thân nguyên cận ngáo tổ đường nén hương thơm là lòng thành kính của nơi con trẻ để có phó và tri ân đến các bậc tiền nhân đã đi trước tạo tiền đề cho con cháu ngày hôm nay tiếp bước theo sau. Một cái hương thơm là sự tri ân lòng hiếu thảo của con cháu ngày hôm nay và để cùng cho phó phía bên gia đình nhà trai rằng kể từ ngày hôm nay người con gái ngân sáng thanh nhàn đã chính thức trở thành dâu con trong gia đình và xin được mở rộng cánh cổng hoa lớn nhất để chúng ta cùng chào đón đoàn tân tổng gia đình nhà gái trở về để làm lễ sao dâu. Quý tất cả quý vị chúng ta đã đến đây để chọn cho mình những giải ghế ngồi trang trọng lịch sự để cùng thưởng thức những sản vật của quê hương xứ Thanh và đến với sự kiện trăm năm chung đôi của hai con trẻ. Sự kết nối âm nhạc ngay bây giờ với chúng ta sẽ đến với anh Thảo tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.